Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định 560 về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững, gọi tắt là Hội đồng. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng. Các ủy viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ủy viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Công an bộ nội vụ thanh tra chính phủ ngân hàng nhà nước ủy ban dân tộc đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đại diện lãnh đạo của ban tuyên giáo trung ương ban kinh tế trung ương ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam cũng là ủy viên hội đồng quyết định nêu rõ hội đồng quốc gia về phát triển bền vững là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng trong việc chỉ đạo, phối hợp giữa các bên liên quan thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam. Theo quyết định 560 của Thủ tướng, Hội đồng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thực hiện phát triển bền vững trên phạm vi quốc gia. Đồng thời, Hội đồng sẽ triển khai các cam kết toàn cầu về phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong đó bao gồm triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, đánh giá tổng kết kết quả thực hiện phát triển bền vững trên phạm vi quốc gia và tổ chức định kỳ hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững. Hội đồng cũng tham mưu cho Thủ tướng chỉ đạo phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên vùng trong thực hiện phát triển bền vững